Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến cái vấn đề một khán giả cho chúng tôi biết hỏi: giáo sư à, có cái luật nào nói về ông Biden, ông ấy cho phép 12 triệu người di cư bất hợp pháp trở thành công dân? Và dạ vâng, có. Chúng tôi nhận được bản tin của ông Thế cho biết rằng là Tổng thống Biden đã ký một cái executive order cách đây 2 tuần lễ là sẽ cho phép 12 triệu dân bất hợp pháp trở thành công dân Mỹ. Và còn nói rõ là thời gian có thể tốn đến 8 năm. Đảng Dân Chủ hôm thứ Năm 18 tháng 2 cũng lại công bố dự luật, trong đó kế hoạch hóa của Tổng thống Biden về việc mở đường cho 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp được nhập tịch Quốc hội Mỹ. Giới chính trị gia cánh tả nói rằng chẳng có biện minh nào cho việc là Tổng thống làm việc rất tốt để lo cho dân cư bất hợp pháp. Nhưng mà trong khi đó thì Đảng Cộng Hòa, những người chống đối thì cho rằng như ông dân biểu dân chủ là một con người thẳng thắn ở Texas là ông Vicente Gonzalez của tiểu bang Texas cho rằng cách mà chúng ta đang làm hiện nay là làm cái thảm họa cho đất nước Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế và xã hội, và là một cái dẫn đến một cái sự ăn hại của những cái người không làm mà có ăn, bù là những người phải đi làm đóng thuế 2-3 giáp, đó là một cái điều không công bằng. Rồi ông còn nói thêm, điều của chúng ta đem quan ngại nhất là Joe Biden đang đi chật đường rầy khi mà muốn thay đổi đường lối của ông Tổng thống Donald Trump. Ông Biden sẽ phải làm việc với Quốc hội mà Đảng Dân Chủ chiếm thiểu số, nên ông ta tiếp tục đi theo một số cách như thế này là làm hại đất nước Hoa Kỳ. Nuôi 12 triệu người sẽ tốn hàng trăm tỷ đô la mỗi năm, từ vấn đề Medicare đến vấn đề giáo dục, vấn đề xã hội và các dịch vụ xã hội khác. Dân biểu khác ở ông Henry Cuellar, ông Henry Cuellar của cũng bằng Texas nói rằng ông đã từng lên tiếng quan ngại từ trước ngày bầu cử rằng nếu Joe Biden làm đảo lộn chính sách của Donald Trump sẽ là một cái đại họa cho nước Mỹ. Và bây giờ cái đại họa đó đang đến. Tôi đã nói rằng chúng ta không muốn bức tường vì Đảng Dân Chủ đã từng phản đối. Nancy Pelosi phản đối ngay từ thời ban đầu. Nhưng vì các vấn đề an ninh thì chúng ta lại phải rất cần bức tường. Giống như Quốc hội bây giờ đang cần bức tường để mà tạo an ninh cho Quốc hội một cách vô lối và tốn tiền ngân quỹ một cách bừa bãi. Rồi ông còn nói rằng hầu hết trong số 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp này có rất nhiều người là đảng viên của cái đảng gọi là MS-13. Và cái đảng MS-13 này đang là tội phạm của Hoa Kỳ, đang được chính phủ Hoa Kỳ đặt ra ngoài vòng pháp luật. Đó. Theo dự luật thì nhà chức trách Mỹ sẽ phải mất khoảng 8 đến 10 năm để thực hiện nhập tịch hóa cho tất cả 12 triệu người này. Và bây giờ Joe Biden lại còn cho hàng trăm nghìn người đang ồ ạt đi qua biên giới vào nước Mỹ một cách vô tội vạ. Sau này lịch sử sẽ lên án Joe Biden. Đó. Những người khác trong đó có hàng chục nghìn người đã đang ở Mỹ nhiều năm theo quy chế bảo vệ mới. Và họ sẽ được hưởng những quy chế một cách tuyệt vời, vô tội vạ. Dự luật trên cũng đưa ra những cái điều chấm dứt gọi những người nhập cư bất hợp pháp trở thành những con người di cư, homeless, vô gia cư, và vẫn sẽ được trả lại quyền tự do và tiền bạc của ngân quỹ Hoa Kỳ. Khi đó thì có một số khán giả nói rằng là thưa giáo sư, cái câu nói mà gọi là the truth will set you free, thật ra cái đó có phải là của ông Thomas Jefferson không? Bảo thật ra thì ông Thomas Jefferson là một người công giáo, ông đã dùng Kinh Thánh. Đây là câu nói của trong Kinh Thánh của Thánh Gioan đoạn 8 câu 32 nói rõ sự thật sẽ giải phóng tự do. Cho nên rằng đây là một trong những cái sự thật mà ông Jefferson đã dùng để mà hướng dẫn chúng ta làm tin tức, làm truyền thông phải nói lên sự thực. Rồi là một bản tin khác nữa là ông thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Scott vừa đưa ra nêu ý kiến về cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump và McConnell, là một tên phản chủ, là một tên phản quốc. Lưu ý rằng ông Trump vẫn là người có nhiều ảnh hưởng nhất
so với bất cứ nhân vật chính trị nào Hoa Kỳ ngày nay. Giờ này Tổng thống Donald Trump ra là một cái lực lượng nguy hiểm nhất cho Đảng Dân Chủ. Thường kỳ sĩ Scott nói phát nêu ông thứ tư, tôi vẫn tin rằng Tổng thống Trump, ông ta vẫn gọi là Tổng thống chứ không gọi là cựu Tổng thống. Quý vị nên nhớ rằng cái lối nói quốc tế, một ông tướng đã lên tướng rồi không cần nói là cựu tướng, mà vẫn nói là tướng General Patton, General Marshall, General Eisenhower, chứ không có nói rằng former General, no. Khi mà đã lên đến chức Tổng thống và tướng rồi nó là muôn đời. Bởi vậy cho nên người ta gọi là Tổng thống Donald Trump. Cũng như chúng ta có những cái thiên chức như linh mục, gọi là không ai gọi là cựu linh mục. Khi đã lên đến linh mục rồi, Chúa chọn cả đời vẫn là linh mục. Khi chúng ta đã làm đến kỹ sư rồi, bác sĩ rồi, không có cái chức gọi là cựu bác sĩ, cựu kỹ sư, cựu giáo sư. Kính thưa quý vị, ông Scott nói rằng Tổng thống Mỹ vẫn là một nhân vật chính trị quyền lực nhất của cả hai bên, Đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. Truyền thông yêu thích Tổng thống Trump hoặc là ghét Tổng thống Trump, điều này mang lại cho Tổng thống một độ phủ sóng rộng trên tin tức. Trên thực tế thì những gì chúng ta cần là một thông điệp thống nhất từ Đảng Cộng Hòa. Chúng ta không cần những cái cá tính định hướng tương lai của bạn. Các quan điểm chính trị, chính sách của Tổng thống Trump đã dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 70 năm. Cho cả phụ nữ gốc Phi Châu, cho cả phụ nữ gốc Latin, Tây Ban Nha và cho cả phụ nữ gốc Á Châu. Ông nói rằng McConnell ăn nói không có vững chắc và không có chính sách rõ rệt, vì McConnell là người hai lòng, vừa làm đầy tớ cho tàu, vừa làm chủ tịch đa số thượng viện. Đó, những gì chúng ta cần là nhiều chính sách của Tổng thống Trump, tập trung vào toàn bộ nền kinh tế, tập trung vào gây quỹ cho các trường cao đẳng và đại học da đen, và tống cổ những cái chương trình khổng tử của tàu ra khỏi các đại học của Hoa Kỳ. Và ông còn nói rõ, Joe Biden dại dột thay đổi đường lối của Tổng thống Trump là xuống hố cả nước. Vì chính sách của Tổng thống Trump trong vòng mấy năm qua đã thay đổi nền kinh tế Mỹ và thế giới. Đó là những gì đang bị đe dọa trong tương lai bởi lũ tàu cộng. Đó. Giờ này Joe Biden đang vực, đang làm phục hồi sức mạnh của tàu cộng trở dậy sau khi chúng đã chết trong 4 năm của Donald Trump. Quý vị đã thấy rõ chưa? Vào tối thứ Ba 16 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã phát hành một bản công bố gay gắt tố cáo sự lãnh đạo của McConnell. Xin lỗi quý vị. Và cảnh cáo rằng nếu để McConnell kiểm soát, Đảng Cộng Hòa sẽ không chiếm lại thượng viện. Ông này trước đó đã tuyên bố trên Wall Street là ông Trump phải chịu trách nhiệm về việc làm mất ghế ở thượng viện. Quý vị thấy vô duyên không? Nếu như McConnell không có con vợ tàu của Tập Cận Bình là Elaine Chao, dân Mỹ người ta vẫn thích Đảng Cộng Hòa. Giờ này dân Mỹ người ta thấy rõ Đảng Cộng Hòa, McConnell là đầy tớ của Tập Cận Bình, chỉ vì cái nập nà Elaine Chao. Một loạt các cuộc thăm dò gần đây giữa các cử tri Đảng Cộng Hòa cho thấy Tổng thống Trump đến bây giờ vẫn là nhân vật quan trọng nhất của cả nước Mỹ, trong đó có cả Đảng Dân Chủ. Một cuộc thăm dò khác thậm chí còn đi xa hơn, tiết lộ rằng một số lượng đáng kể đảng viên Cộng Hòa sẽ cân nhắc đảng chính trị nếu ông Trump lãnh đạo hay là ông Trump bỏ đảng phối. 80% đảng viên Cộng Hòa sẽ bỏ đi theo đảng mới của ông. Đấy. Và bây giờ chúng tôi lại có một bản tin khác. Đó là bản tin thế giới đang tiêu diệt tàu cộng.
Chứ thế giới tiêu diệt tổ cộng bằng cách rất nhiều quốc gia tiếp tục theo nhau để chống tổ cộng, đòi là cái Thế vận hội mùa đông 2022 Olympic phải đem ra khỏi nước Tàu, nếu không họ sẽ không tham dự. Là vì nước Tàu bị vấn đề tiêu diệt nhân loại, genocide người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người Tây Tạng, Tàu Cộng còn cấm vấn đề tự do tín ngưỡng. Xin lỗi quý vị. Tàu Cộng còn vi phạm đời sống của dân Hồng Kông. Trước kia đã từng hứa với nước Anh 50 năm cho họ tự do một quốc gia, hai hệ thống. Bây giờ họ bóp nghẹt dân của Hồng Kông. Bởi vì nước Anh Thủ tướng Boris Johnson đã ký sắc lệnh cho phép 50 triệu người, từ 5 cho đến 50 triệu người sẽ được qua bên nước Anh và nhập tịch. Bởi vậy cho nên Tập Cận Bình bây giờ lai làng. Và nước Úc cũng như là nước Mỹ giờ thì đang tiêu diệt những cái trung tâm khổng tử. Quốc hội của Mỹ đã tuyên bố chính thức Tàu Cộng là kẻ thù của Hoa Kỳ, trong khi Joe Biden thì nói rằng không phải là kẻ thù mà chỉ là người để tranh đua, compete. Đó. Rồi Đảng Dân Chủ bây giờ điên rồ, thâm thù. Đến cái độ ngày hôm qua có một dân biểu Linda Weir của California đã đưa ra một cái dự luật yêu cầu là xóa hết tên của Donald Trump ra khỏi các building của chính phủ, làm cho Tổng thống Donald Trump và không được chôn ở trong nghĩa trang quốc gia Arlington. Đó. Rồi nước Anh, Bộ Quốc phòng tuyên bố Đảng Cộng sản Tàu là rất nhiều gián điệp và là kẻ thù của nước Anh. Từ nay sẽ cấm với các công ty nào làm ăn với Tàu mà còn dính đến Bộ Quốc phòng của nước Anh. Cho nên đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta thấy Tàu Cộng hết thời. Dù Joe Biden có phục hồi nhưng mà thế giới không có coi trọng Joe Biden thì những cái điều mà của Tàu Cộng mong muốn sẽ thất bại. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.